School 2. Ít ai biết Lee Dong Wook nằm trong lứa ngôi sao trưởng thành từ series School lấy đề tài học đường đình đám. Từ năm 18 tuổi, anh đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tay trong School 2, đảm nhận thể hiện cậu học trò Lee Ka-san nổi loạn khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Lee Dong Wook sau đó còn góp mặt trong School 3 và nhanh chóng trở thành gương mặt trẻ được đông đảo khán giả biết đến. Michael. Thừa thắng xông lên, Lee Dong Wook đều đặn tham gia ít nhất 3 phim mỗi năm để nâng cao tay nghề. Thế nhưng mãi đến tận My Girl, 6 năm sau đó, anh mới thực sự vươn lên trở thành ngôi sao sáng. Trong phim, Lee Dong Wook vào vai Seung Gong Chan, tài năng hơn người và sở hữu vẻ ngoài xuất sắc. Câu chuyện tình thú vị của anh và cô em họ bất đắc dĩ thu hút đông đảo khán giả trên khắp châu Á theo dõi. Cho đến nay, đây vẫn được khán giả đánh giá là vai diễn để đời của Mỹ Nam 36 tuổi. Hotel King. Một trong những điểm yếu khiến sự nghiệp của Lee Dong Wook cứ mãi dậm chân tại chỗ chính là khâu chọn kịch bản. Những bộ phim anh đóng dường như không hợp với thị hiếu của khán giả, dẫn đến không nhận được nhiều sự chú ý. Hotel King là một trong số đó. Bộ phim đánh dấu màn yêu lại từ đầu của Lee Dong Wook và Lee Da-hee và được kỳ vọng sẽ tạo được hiệu ứng như thời My Girl, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Trong phim, Lee Dong Wook vào vai ăn chàng thủ đoạn đầy tham vọng Cha Jae-won. Diễn xuất của anh trong phim được đánh giá cao ở những đoạn cao trào và đòi hỏi khắc họa tâm lý phức tạp của nhân vật. Ngoài ra, hình tượng lịch lãm, lạnh lùng và cuốn hút cũng giúp Lee Dong Wook thu hút trái tim hàng loạt fan nữ. Bubblegum. Năm 2015, Lee Dong Wook đột phá với vai diễn Park Ri-hwan trong Bubblegum. Dù nội dung khá quen thuộc, lấy đề tài từ tình bạn phát triển sang tình yêu của cặp đôi chính, nhưng nhờ vào khả năng diễn xuất của dàn diễn viên, phim không còn nhàm chán và trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Không còn là Mỹ Nam lạnh lùng như những bộ phim trước, Lee Dong Wook giờ đây là một bác sĩ đông y hiền lành, ngọt ngào hơn cả viên kẹo đường. Với hình tượng dễ gần này, nam diễn viên trông chẳng khác gì một anh hàng xóm tốt bụng, thân thiện. Tuy nhiên, Bubblegum vẫn chưa đủ sức công phá để làm nổi bật tên tuổi của Lee Dong Wook. Goblin. Cuối năm 2016 vừa qua, Lee Dong Wook tái xuất trong siêu phẩm Goblin. Bên cạnh yêu tinh được lòng khán giả nữ, thì vai diễn thần chết Wang Yeo của anh cũng không hề mờ nhạt chút nào. Xuất hiện với trang phục đen từ đầu đến chân, cùng chiếc mũ lỗi thời, nhân vật này luôn khiến người đối diện phải sởn da gà. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài ngầu lòi thế kia là một anh chàng vô cùng trẻ con, hài hước và là thánh của những hành động kỳ quặc. Ban đầu, biên kịch Kim Eun-suk không có ý định giao vai diễn này cho Lee Dong Wook vì cảm thấy anh không phù hợp. Thế nhưng vì quá yêu thích thần chết nên nam diễn viên đã không ngần ngại xuống nước năn nỉ để có được cơ hội thể hiện. Cuối cùng, Lee Dong Wook đã chứng tỏ bản thân là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho vai diễn này với biên kịch và cả khán giả. Sau khi xem phim, mọi người đều khẳng định sẽ không có ai có thể làm tốt nhân vật này hơn Mỹ Nam họ Lee. Hy vọng bước đệm này sẽ giúp con đường sự nghiệp của anh thêm vững chắc trong những tác phẩm tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!